Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng với YouTuber Double Gaming trong tựa game Meta Slump của VNG đúng không? Zambulun Online. Nào, tiếp tục chúng ta có cái gì nhỉ? Ngày hôm nay mình mới chỉ ra được một clip thôi, cho nên là đang tính xem là còn cái gì để mình sẽ nghịch nốt đây nha. Ở đây còn chiến dịch tổ đội. Để xem mình có thể lên được cấp thôi nha. Cấp 55, còn một nửa này chắc không lên được đúng không? Hôm nay chắc cũng là cực hạn rồi đúng không? Cực hạn của tất cả mọi người cấp độ 55 rồi. Mình sẽ xem đây có ông nào level 56 hay không. Ông nào lên level 56 là mẹ tôi kiện VNG luôn đấy. Đừng đùa đúng không? Làm gì có cái chuyện mà tất cả mọi người đều 55 mà mình không lên level 56 được. Đây anh em, tất cả mọi người đều level 55 hết nha anh em nhé. Không ai thể vượt qua được cái level 55 này. Vậy là mình chắc cũng vậy rồi. Nhiệm vụ hàng ngày của mình còn gì không? Nào, nhiệm vụ hàng ngày của mình này mình xem nào. À, còn cái truy kích thần tốc, vậy là mình còn truy kích thần tốc anh em nhá. Đây mình sẽ tắt để cho anh em xem cái mặt mình này, để tắt cái mặt mình để cho anh em xem là cái truy tốc thần tốc này là nó là cái gì nhỉ, đâu nhỉ. Đây tôi quay video. Đây hỏa lực yêu cầu đang là 219.000, các bạn nhìn thấy nhá, hỏa lực yêu cầu đang là 219.000, à 214.000, và lực chiến hỏa lực của đội của mình đang là 180k. Ok chưa? Nào chiến đi. Hỏa lực của đội yêu cầu là không đủ. Liệu rằng chúng ta sẽ vượt qua được cái chương 21 này hay không? Hôm nọ đã có một clip hướng dẫn anh em cách đi rồi. Nó chỉ là một cái tip chia sẻ nhỏ nhỏ thôi, đúng không? Còn nó vào còn để đi được hay không nó lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nó cái về thật sự với các bạn thì cái truy kích thần tốc này nó chẳng có công thức nào cả đúng không? Nó không có một cái công thức cố định nào về cái truy kích thần tốc này hết anh em nhé. Nó không có một cái công thức cố định nào về truy kích thần tốc ở đây cả. Không có một công thức cố định nào về truy kích thần tốc nào ở đây cả nha anh em nhé. Không có một công thức nào ở đây đi cả. Bắt buộc ví dụ như là bắt buộc cái chương này là các bạn phải chọn cái gì nhở, các bạn phải chọn cái gì nhở, năng lực cường hóa là các bạn phải chọn cái nọ chọn cái kia đúng không? Không có nha anh em nhé, không có nha anh em nhé, không có rồi nhỉ đúng không? Nó không có công thức là chuẩn là phải chọn như thế này mới qua được cái ải này. Vấn đề nó vẫn phụ thuộc vào cái tướng của nhân vật, cái nhân vật mà bạn sở hữu này, tiếp theo súng sở hữu này, lõi sở hữu này, rồi cái gì nhỉ, cường hóa mà các bạn sở hữu nữa đúng không? Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Một yếu tố nó không quyết định được, nó không quyết định được là các bạn có thể vượt được ải hay thành công hay không. Với cả hai nữa cũng chả có một cái lý do gì là bảo các bạn là phải bằng lực chiến mới đi được, hay là phải chỉ vượt được bao nhiêu lực chiến, hay là phải thế nọ thế kia mới đi được đúng không? Nói chung là nó chả có công thức gì bài vở hẳn đâu, nên là anh em đi nó vẫn phụ thuộc vào kỹ năng của anh em nữa đúng không? Lúc đánh boss lại phụ thuộc vào kỹ năng né boss, phụ thuộc vào độ trâu bò của đồ rồi súng nhất rồi các kiểu nữa đúng không? Rất nhiều yếu tố để có thể chi phối được, nên là anh em cứ từ từ túc tắc mà đi rồi. Tên lửa truy vết là như mình đã nói chia sẻ các bạn từ trước rồi. Cái năng lượng cường hóa lúc đầu thì các bạn cứ ưu tiên chọn những cái spam được đã. Những kỹ năng kiểu spam cờ lẹt đây, đúng không? Để đánh nó nhanh. Cờ spam hết cái đông lính đi. Cái này gọi là cờ lẹt đấy, đúng không? Spam đông lính nhanh để đỡ mất máu quả. Đến boss thì đầu chúng ta mới đến boss thì chúng ta mới lựa chọn. Đến boss thì chúng ta lựa chọn bút ngon hơn. Được, đánh thẳng vào điểm yếu. Với cả hai nữa nó cũng phải có một cái năng lượng, nó phải có một cái gì nhỉ, phải có một cái lực chiến phù hợp thì nó mới cho bạn đi đúng không? Ví dụ như mình đang 180k thì mình có thể vượt được cái ải, thì nó tính toán là mình có khả năng vượt được cái ải 214k lực này đúng không? Nó có thể tính toán là mình đi được cái ải vượt quá khả năng của mình là đang là đâu đó tôi khoảng hơn 20.000 lực. Nhưng mà tí vào cùng với một cái lực chiến như thế này đúng không, cùng với một cái lực chiến như thế này thì chắc chắn là nó sẽ không cho mình đi cái vượt cái ải 250k được đúng không, vì nó cảm giác là mình sẽ không bao giờ vượt được cái ải đó đúng không. Đây là chắc chắn là đấy, nó cho các bạn đi có nghĩa là nó cho các bạn có cái cơ hội để vượt qua rồi đúng không, nó cho các bạn đi nó có cơ hội để cho các bạn vượt qua rồi, giống như lúc mà mình vào trong cái trường đấu thần đèn anh em đúng không. Mình không thể đi được, nó bảo lực chiến của bạn mặc dù nhá, lực chiến ở cái đấy nó đã cao hơn của mình rồi. Cái lực chiến đấy nó là 200 bao nhiêu, 280k thì phải. Mà lực chiến của mình nó không đủ. Nó bảo là ít nhất tối thiểu phải là 230k nó mới cho bạn đi. Nghĩa là nó bét nhất nó phải tính toán được là mình có đi nổi hay không, anh em hiểu không?
mà không nó sẽ không cho mình đi nha anh em nữa. Cái này có nghĩa là ví dụ đấy như mình đã chia sẻ đấy, nghĩa là bây giờ mình đang ở dừng ở mức là 180k và cái ải này là 214k, nó cảm giác là mình mất đi là thì nó mới cho mình đi, không thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ cho bạn đi cả, đúng không? Nó phải tính toán được hết. Nếu mà mày cảm giác mày không đủ lực thì chúng tôi sẽ không bao giờ cho mày đi đâu. À, tiếp tục nào. Ta cùng đến với cái bút thứ năm, trọng kích. Đây, đây là một cái những cái mà cái hố đen trọng kích này bắt buộc anh em phải lấy này. Nếu mà muốn đánh boss này, nó có một cái là khi tấn công mục tiêu còn dưới 30% sẽ gây sát thương, và một cái là khi tấn công khi mục tiêu còn trên 70% sẽ gây thêm 50% sát thương. Chúng ta lấy cả hai cái đấy thì lúc nào nó cũng sẽ có 50% sát thương, đúng không anh em? Ta lấy cả hai lúc nào nó cũng có sát thương nha. Chúng ta lấy cả hai thì lúc nào sát thương nó cũng có luôn. Dấu bạo kích lại là một cái để các bạn đánh boss được này. Nói chung về cơ bản cái đội cái này của mình cũng đang có thể đánh boss được này. Về cơ bản là cái này của mình đang đánh boss này anh em này. Thì mình đang toàn lấy những cái mà có khả năng đánh boss này anh em. Sao Marco chết luôn anh em? À không phải Marco anh em mà là chơi vồ mình chết luôn nữa. Cái gì vừa rồi vậy? Không để ý cái chết luôn anh em. Hổ báo quá, chiến cái lên không biết thằng dính rằng nó sốc cho quả đa mẹo luôn. Rồi, đòn cuồng bạo đây. Nguyên mấy cái này là bút tấn công ấy vậy. Vậy tên lửa lại đi theo ghê vậy. Tên lửa đi theo ghê là triệu hồi bố đen. Cái này tạo lại, tại mình đang có cái bút nó ngon ngon để tạo lại một cái. Đây lấy cái dũng mạnh này cũng được, đang tấn công hiệu 25% nữa. Đấy, có khi là vượt được con át con boss ải 21 này đấy anh em, khả năng cao là vượt được rồi. Nếu không vượt được thì mình chọn lại bút thì cũng vượt được rồi. Phía năm khắc nghiệt, nó là con gì vậy? À, nó là con này à? Okay. On your mark. Thế nào khắc nghiệt quá. Thế nào khắc nghiệt quá anh ạ. Mình đang khắc nghiệt quá. Mẹ con chơi ấy không vào được anh nhỉ. Con chơi bồ này không vào được anh nhỉ. Con đấy tao có bắn đạn sắt đít nó nhảy vào né không chuẩn là sai đúng không? Đó. Vừa đại thành công truy kích thần tốc rồi. Đấy, vừa đại thành công truy kích thần tốc 21 rồi anh em nhá. Nhận hết này. Nhận thêm được một cuốc nữa. 22. Đây, 22 lực chiến đề cử là 233k anh em. Ui, nói chung là mình vượt đi ải quá rồi anh em ạ. Vì đúng không? Vì bây giờ nó đến những cái level mà trang bị mình không mặc được. Trang bị level 74 rồi anh em.
tăng bộ số. À, nó vẫn cho mình đi được anh em nhá. Đây mình sẽ thử đi nốt anh em nhá. Lực hỏa lực đề cử 233k này, cách đâu đó tầm khoảng 50k rồi. Đó, cách 50k mà nó vẫn cho mình đi, nghĩa là mình có khả năng đi được. Có khả năng đi được mà. Sự chưa chắc là mình đã đi được anh em nhá. Đang đi được thôi chứ không phải 100% là mình sẽ đi được cái 22 này anh em nhé. Đây triệu hồi vô đen mình sẽ ưu tiên ý. Thì cái ải này nó vượt quá mình 50.000 rồi nên mình sẽ ưu tiên dọn cờ đẹp với mấy cái hố đen với cả mấy dây xích điện tử rồi mấy cái liên quan đến cái bộ trang bộ tím này anh em. Quả những bộ tím này anh em nhé. Bảo kích. Đây, đã hàn băng rồi. Cứ chọn lại, tí mình sẽ tái tạo lại cái này anh em nhé. Thì mình đã chọn cái hố đen ngay từ đầu, chắc chắn là mình phải tái lại tạo lại. Mình chọn cái hố đen ngay từ đầu thì chắc chắn là mình phải tái tạo lại cái bộ bút này của mình. Chơi vua này cận chiến đấy, nhiều lúc đấy hay chết là hoàn lắm anh em ạ, được không? Chơi vua mà cận chiến thì bắt buộc phải lao vào nó ạ. Nên nhiều lúc boss nó làm bom hoặc là viên đạn, nó đang chuẩn bị xuất để lao bom vào mõm nó ấy. Thế chết lúc nào không biết, quên mất không lấy cái lực hút xoáy này. Mà cái này cũng được anh em ạ, cái sao chép tiêu UV này cũng được. Bắn ra tia tứ tung, cái này dọn cờ đẹp cũng nhanh anh em ạ. Đẹp cũng nhanh nhá. On your mark. Cái này thì mình dọn cờ đẹp thì cũng nhanh thôi. Liệu rằng mình có thể vượt hai ải một lúc hay không? Đây, dây trọng sức lực này. Cái sao chép UV kia ngon nhỉ anh em. Đúng không? Chơi vổ chuyên chết anh em. Đấy anh em nhìn đâu, bắt đầu cờ đẹp nó nhiều á. Anh em không xử lý bọn này sớm mà mệt lắm đúng không? Anh em cờ đẹp nó nhiều mà anh em không xử lý sớm thì mệt lắm. Đấy, 12 giây rồi mà. Máy quá vẫn kịp. Chứng tỏ bắt đầu khoai đấy, đúng không? Chứng tỏ bắt đầu khoai đấy. Bắt đầu khoai đấy. Bắt đầu không đủ thời gian đấy anh em. Ok. Bắt đầu khoai khoai rồi đấy.
Tiếp chúng ta có đây lực hút xoáy. Mình sẽ ưu tiên dọn cờ đẹp trước anh em nhé. Ồ, ai được một cuốc này. Ấy à, mẹ. Không để ý rồi. Ấy anh em gì đâu. Mẹ đạn nó vào đây kia đi. Chứ thế nào được, mẹ thằng nào spam đạn ở trên vậy. Mẹ chúng mày spam ở trên này à? Hẹo hết rồi anh em. Spam đạn ở trên này ghê không anh em? Hết giờ đấy, không qua được cái này anh em. Bắt đầu đuổi này, đúng không? Rồi, bắt đầu đuổi này thôi, dừng lại đi nha. Để xem cái ải này là bao nhiêu uy lực nhá. Anh em cùng xem là đây, 242.000. Đúng không? Đến đây là 22.7, bắt đầu 242.000 này. Nên là tạm thời mình dừng đã. Có thể mình sẽ tại tạo lại thì mình sẽ qua được anh em nhé, nhưng mà thôi, để làm những cái khác đi. Mua thể lực một ngày. Đấy là ngày hôm nay còn chưa dùng thể lực cơ anh em. Hoàn thành 40 lần bãi phế liệu. Ôi dồi, ác này lười làm bãi phế liệu quá nhỉ. Anh em biết bãi phế liệu hiện tại mình muốn lấy cái gì không? Đây, ví dụ đơn giản đây mình vừa nói về cái vấn đề. Đó chính là cái tế đàn cổ số 3 này anh em này. Đây nhá, anh em nhìn này. Đây mình đã sang đến tế đàn cổ số 4 này, lực hỏa lực đề cử 234.000 này, khiêu chiến này, nó ghi này anh em này, đúng không? Nó không cho mình khiêu chiến nữa. Đấy, nó đến giới hạn của mình rồi. Muốn khiêu chiến được cái tế đàn cổ số 4 này. Ai 1.4 này, hỏa lực yêu cầu là bét tất các bạn phải đủ 186k nó mới cho các bạn tham gia đây nhá. Ở đây là 234k, nó vượt quá khả năng của mình rồi. Của mình là 180k, đây 186k. Đó, nó vượt quá, nó không cho mình chơi cái đó nên là mình bắt buộc mình chỉ có thể càn quét ở cái ải này. Mình càn quét ải này. Càng lên cao mấy ông bảo là không thiếu vàng ấy, tôi chịu các ông đấy. Mẹ các ông do các ông chưa nâng cấp công nghệ ở trong quân đoàn thôi. Ông nào bảo ác ông vẫn là thừa mẹ 3-4 triệu vàng thì tôi bỏ bái phục anh em ạ. Mẹ vào quân đoàn anh em thử nâng cái công nghệ này giúp tôi với. Đây. Anh em thử nâng công nghệ này giúp tôi với. Mẹ mỗi lần 700-800.000 phát. Đúng không anh em? Đây. Nâng lên nó thốn như thế nào anh em hình dung là đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mình cái mấy cái này thốn quá rồi, chắc là anh em chưa nâng hết được thôi, mình sẽ không nâng cấp cái này lên anh em nhé. Đây, quân đoàn trưởng thì các bạn sẽ có nâng cấp cái này, nó tiêu hao quỹ quân đoàn, nhưng mà cái quỹ quân đoàn hiện tại thì mình sẽ để lại để chờ nâng lên, để nâng cái gùi mình lên cấp 5 anh em nhé. Đây, lên cấp 5 anh em này. Quỹ quân đoàn cần này. Quỹ quân đoàn cần 1.500.000, mà hiện tại mình đang có bốn, cái quân đoàn của mình đang có 461.000 rồi, thiếu 1/2 phần 3 nữa. Nói chung nó thiếu rất nhiều nên là cái đấy từ từ anh em nhé. Có lẽ là anh em sẽ tập trung nâng cái này ấy. Đây, tăng sát thương. Đấy anh em nhé, mỗi lần nâng tốn 540 vàng. 450k vàng, à 540k vàng. Tương ứng với 3 triệu của bạn thì chỉ nâng được có 6 phát này thôi, mà còn chưa nâng mắc được, chứng tỏ rất thốn luôn anh em. Thốn cực kỳ luôn đấy. Không thể không thốn hơn được. Không thể không thốn hơn được. À ừ đây, cho các bạn xem đây. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao nó sẽ có cái, có đây anh em, bình thường chúng ta sẽ có ở trong cửa hàng chúng ta sẽ có cái khiêu chiến này đúng không? Cái này là mua bằng vàng này. Tiếp theo chúng ta có cái shop thi đấu này, đúng không? Shop thi đấu này chắc là ai cũng có này. Tiếp theo có shop quân đoàn, các bạn vào quân đoàn nó sẽ có cái shop này. Và cái shop cuối cùng là nơi đổi chứng nhận. Chắc là nhiều bạn cũng thắc mắc là làm thế nào để có cái shop này. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là cái này đầu tiên là phải lên quân đoàn cấp 4 hay lúc quân đoàn cấp 5 thì sẽ có, nhưng không phải. Cái nơi đổi chứng nhận này á, làm sao để kích hoạt được cái nơi đổi chứng nhận này nhá anh em nhá. Thì đây, làm thế nào để có nơi đổi chứng nhận thì đây này anh em này. Muốn có nơi đổi chứng nhận thì bắt buộc lần điều đầu tiên chúng ta cần là chúng ta phải sở hữu một khẩu súng 5 sao. Anh em nhìn đây. Ví dụ như khẩu Elite Heaven Sniper này của mình 5 sao anh em này. Khi mà các bạn lên 5 sao thì các bạn sẽ tăng mắc rồi, không thể tăng lên được nữa, tối đa rồi. Anh em hình dung không? Khi mà lên 5 sao đây lại phải tắt avatar này. Đây ví dụ khẩu Elite Heaven Sniper, Heaven Sniper này đúng không? Khẩu sử thi này của mình nó đã tối đa rồi. Khẩu súng tối đa nó sẽ chỉ có 5 sao thôi anh em nhé, không thể hơn được nữa.
nó sẽ chỉ lên được đến 5 sao thôi. Khi các bạn lên được 5 sao rồi thì thừa mảnh thì nó sẽ mới mở ra cái kia. Anh em nhìn thấy không? Đây, tăng sao đây. Thừa mảnh rồi, anh em đúng không? Bây giờ đấy, vấn đề là chúng ta chỉ có dừng lại được ở 5 sao thôi. Khi mà lên 5 sao tối đa rồi thì làm thế nào? Thừa mảnh rồi thì bắt đầu mới nó mới xuất hiện cái gì nhỉ? Khi mà các bạn thừa mảnh rồi nó mới xuất hiện cái shop này anh em nhé. Thừa mảnh rồi thì nó mới xuất hiện cái nơi đổi chứng nhận này, đây anh em này. Nơi đổi chứng nhận đây này. Anh em hình dung không? Đó. Nơi đổi chứng nhận này thì các bạn sẽ đổi để lấy cái điểm này và điểm này thì các bạn đây nhá, chuyển đổi giấy phép này anh em. Đây anh em này. Đây, chuyển đổi giấy phép của nó, có thể chuyển đổi mảnh dư sau khi đầy sao. Đây anh em có thể đọc quy tắc của nó đây này. Mảnh vũ khí dư ra sao do mảnh vũ khí dư ra sau khi đầy sao có thể chuyển đổi thành giấy phép. Phép đổi mảnh thần thoại không thể chuyển đổi. Mảnh đã đổi sẽ không thể hoàn trả. Lọc nhanh sẽ giữ lại 30 mảnh đó. Ví dụ như là mình đang thừa đúng không? Mình đang thừa 66 mảnh sniper đúng không? Đây mình sẽ đổi hết 66 mảnh. 66 mảnh này sẽ đổi được cho các bạn thành 198 cái bằng chứng. Đổi nha anh em nhá. 198 cái bằng chứng. Đấy, và cái bằng chứng này thì nó sẽ dùng để là mua cái gì nha. Ở trong này nó sẽ giúp cho các bạn có thể mua được những mảnh trang bị của cái khác đúng không? Và trong này như là mấy cái khẩu này có phải là khẩu này là khẩu súng S đấy nha anh em nhá. Khẩu này khẩu súng S nhé, khẩu này khẩu huyền thoại nha anh em nhá. Mảnh Tesla siêu này là khẩu huyền thoại nha anh em nhá. Tại sao mình nói là nhìn nó biết là khẩu này huyền thoại mà khẩu này là khẩu sử thi nha. Anh em nhìn thấy cái chữ vàng không? Anh em nhìn thấy cái chữ vàng với cả cái phông nền của nó, hai cái phông nó khác nhau nhá. Đây ví dụ khẩu Tesla Snip và khẩu băng này đi, hai cái phông nền khác nhau này anh em này. Cái phông ở trên khẩu băng này nó sẽ bị đen đen một tí ấy. Còn khẩu này thì nó lại vàng tất này. Hai nữa cái chữ ấy, cái màu chữ ấy, mảnh nó ghi là mảnh Tesla Skill vàng đậm hơn so với cái mảnh Power Free Dragon này đúng không? Khẩu này với khẩu này đây, hai khẩu khác nhau hoàn toàn luôn anh em này. Một khẩu sử thi, một khẩu huyền thoại. Đây là khẩu huyền thoại này, còn đây là khẩu sử thi này. Anh em nhìn vào cái chữ viết của nó ấy, màu vàng nó đậm hơn và màu vàng nhạt hơn. Cái hai nữa là cái hình ảnh, với cả ba nữa là cái mảnh của nó cần này anh em này. Cần 1440 cái điểm chứng nhận này mới anh em mới đổi được 5 mảnh của cái này. Trong khi cái súng bình thường ấy anh em chỉ cần 360 mảnh mà thôi. Đó là sự khác biệt giữa súng sử thi và huyền thoại. Ở đây nó còn bán cả mảnh của Chaval đấy anh em này. Tín vật của Chaval này. Đó, tạo mới. Hàng tuần nó sẽ tạo mới anh em để giúp anh em có thể mua được nhân vật vàng nhá anh em nhá. Đấy. Ngoài ra còn có Rubik rèn luyện. Đây là một vật phẩm mới này. Trong lúc đồ cũ của chiến sĩ bị tách sẽ phát ra dũng khí và quyết tâm tạo ra Rubik rèn luyện là môi trường đúc đá quan trọng. Cái này sẽ dùng để trong hoạt động ngày mai. Cái này Rubik rèn luyện cái này ngày mai sẽ có tác dụng nha anh em nhá. Ngày mai khi mà mở ra cái vực sâu thẳm ấy của quân đoàn ấy thì cái này nó sẽ có tác dụng và anh em sẽ biết nó để làm gì. Nó làm để đập đồ các kiểu nha anh em nhá. Đập đồ các kiểu con đà điểu. Sao mình vẫn còn một cái nháy nháy ở đây nhỉ? À, quy siêu giá trị chưa nhận. Ui dồi, tí nữa bỏ quên mất 60 thể lực ở đây đúng không anh em? Tôi bây giờ tôi chỉ có đi đào vàng anh em. Bây giờ đi bãi phế liệu chỉ có đào vàng này. Vàng thật sự các bạn nó thốn khủng luôn. Ok nha, đào hết vàng đi. 7 càn quét 7. Được 600k cũng chỉ đủ nâng một phát thôi. Em vô 600k cũng chỉ đủ nâng một phát thôi. Không lên được level 56 đâu. Ngày mai thì chúng ta mới lên được level 56 nhá. Ok đây, clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho YouTuber DM Gaming với tựa game Meta Sloom anh em nhá. Quốc tạo này mình không đào à? Ở đây, mua 1 tặng 1, mẹ quên tạo này không đào quốc anh em. Lâu lâu rồi, nhớ ra là mình không tham gia hoạt động quốc bảo này. Đúng không anh em? Ok nhá, thôi nhá. Dành thôi, mấy quốc này để dành tiết kiệm lại thôi. Lúc nào tính sau vậy. Với cả ác này bây giờ khi mà đã có đến 3 khẩu kia rồi thì mình nghĩ là không chuyển sang đào quốc nữa. Mục tiêu của mình nó sẽ là cái khác. Còn nó sẽ là cái gì thì mình sẽ nói cho các bạn sau. Thế nhá, bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. See you again.